Cô Lan Trinh và May chào đón quý vị đến với chương trình Kết Nối Trái Tim. Thưa quý vị, bây giờ thì trên phim trường của chúng ta còn có hiện diện của 8 bạn, 4 bạn nam và 4 bạn nữ cùng với 3 người MC duyên dáng ngồi ở đây. Còn bây giờ thì chúng ta phải giới thiệu những thành viên có mặt tại trường quay ngày hôm nay cái đã. Các bạn nam, xin mời các bạn tự giới thiệu về mình. Xin chào mọi người, mình là Phạm Thành Đông, hôm nay mình 24 tuổi, hiện tại mình đang là nhân viên xử lý hàng tại một công ty giao nhận và hiện tại mình đã ế được hơn 2 năm rồi. Xin chào các bạn, mình giới thiệu mình là Nguyễn Thanh Phong, hiện tại là mình là chuyên viên kinh doanh của công ty viễn thông. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Nhật Trường, mình năm nay 24 tuổi, công việc của mình là nhân viên kinh doanh. Chào mọi người, mình tên là Phan Tấn, năm nay mình 22 tuổi, mình chưa có công việc. Xin chào, mình tên Trần Thị Mỹ Trâm, 23 tuổi, sinh viên năm tư. Xin chào các bạn, mình tên là Nga, mình năm nay 23 tuổi, quê quán mình ở Long An. Công việc hiện tại của mình là quản lý cửa hàng giày thời trang Suno ạ. Xin chào mọi người, em tên là Hà Thị Tố Diễm, năm nay 22 tuổi. Em là nhân viên kế toán công ty xây dựng. Xin chào mọi người, em tên là Nguyễn Ngọc Quỳnh Nga, năm nay 21 tuổi và hiện đang là sinh viên năm tư. Bây giờ thì phần giới thiệu đã xong, chúng ta hãy tiếp tục theo dõi hành trình trên chuyến xe màu hồng. Sáng sớm ngày hôm sau, cá heo đã dậy rất sớm và dùng quyền trưởng nhóm để sắp xếp mọi việc như thế này. Hai người kia, đi ạ. Né ra. Đi ạ. Đây tôi là nhóm trưởng. Đây tôi là nhóm trưởng. Ra đây ngồi. Cá heo muốn không gian riêng chỉ có hai người. Của mình đâu. Cá heo. Đó, dễ, dễ. Về là lên cơ 6 múi hết. Chuột bự hết. Trời ơi, biết cái quần cỏ là mày không tập đang bị chuột đang bị lép rồi nè. Đó là chuột của cá heo, còn cỏ về là cỏ lên 6 múi chuột bự. Em nói thiệt nha. Cái gì chứ con trai sống nào cũng thích cơ cho em nhìn thấy em chị nghĩ tí. Mặc đồ cho nó đẹp. Tới con gà quay thôi à. Gà quay mặc ong á. Em bây giờ em nghĩ ra bây giờ mặc đồ. À đúng rồi, bởi vì mắt to gầy mà. Ừ thì em thích mắt to vậy đó. Không, nhưng mà anh là vừa. Còn như anh Hạt là quá to đúng không? Đúng rồi, quá xấu. Kiều không biết rằng người cô vừa nhắc đến cũng đang ở gần đó, nhưng là trên này. Mọi nhất cử nhất động của cô nàng đều được quan sát. Trời ơi em lùn quá à. Giỏi lên. Vất vả quá. Trời ơi lùn đúng là vất vả. Cô cầm cái xoài. Đây nè, giờ dắt ở đây nè. Cầm cây xoài là sao trời. Kẹp chân về. Mấy bạn nam ơi, hồi nãy ai gửi thư cho em vậy? Có con Hạt á. Không. Anh Hạt đâu rồi? Anh không biết nữa. Cái gì mà cành cây xoài nữa em cũng chả hiểu. Leo lên cây hả? Thiệt á hả? Ở đâu vậy? Thôi. Muốn chết hả? Bây giờ có hai lựa chọn là một là em cùng leo lên hay là anh cùng bay xuống. Em muốn cái nào? Tại vì anh thấy địa điểm này. Sao mà leo lên được? Anh bắt ghế vào này nè. Em đâu có thuận tay lên này. Trời ơi anh kéo lên mạnh ghê á. Trời ơi mưa tập tạ không? Không. Ôm cái thang tới cuối buổi luôn á. Mà em thấy vui, anh đâu có ngần ôm gì đâu, vậy nó giờ anh ôm em. Mà cù leo cây mới là cái chuyện kỳ lạ trên đời luôn, tôi mới thấy con cù leo cây lần đầu. Vui vẻ với cuộc hẹn trên cây, Hà không thể nào biết tâm trạng của một cô gái khác. Bán quá, bán mía hả, bán mía hả. Cảm thấy mình không có gì tôn trọng gì hiểu không? Chị không hiểu tại sao mày nói năng kiểu đó nữa. Nhưng mà sao, cái cách nói cho em á, có thể làm cho ông suy nghĩ là từ nay là ổng nhớ chị khổ. Ừ. Khóc gì mà khóc khùng hả? Gì vậy? Không ý là tự nhiên buồn. Thầy đầu anh em có phong cách mới không? Thấy mắt to chảy keo mình xin miếng dựng cho giống người ta. Không mà anh có làm gì anh vẫn xấu thôi à. Ừ, xấu tự nhiên còn hơn đẹp. Cho nên anh cứ để yên vậy đi. Rồi hôm nay em định thế nào? Thế nào là sao? Rồi em nói ngày mai, hôm qua là em nói hôm nay em sẽ có hướng đi. Nghỉ một đêm rồi mà vẫn chưa ra. Tại vì trước một người quá hấp dẫn như mắt to thì thiệt là đúng là khó thiệt. Người mà Kiều vừa nhắc đến cũng đang có nhiều tâm sự cần được giải bày. Thấy dạ. Quỳ hôm qua vậy sao?
mở lòng hơn, nhưng mà bà cứ lảm nhảm, bà kêu bà đòi về một mình đồ gì đó. Nói chung là không có nói được, xong rồi bà kêu là cho bà một lời khuyên. Nhưng mà biết khuyên gì bây giờ. Nói chung là chị có ấn tượng mạnh lắm với anh thì chắc là anh cũng biết rồi. Biết. Giống như là quen người này nhưng mà nghĩ tới người khác, do giống vậy thôi, giống cũ vậy thôi. Ủa, anh cũng có nói mà. Thật ra em cũng nghĩ vậy, tại vì cái lúc mà anh kêu em hát gì đó, My Sunshine gì đó. Ủa, tại tôi thích bài đó, tôi hâm mộ bài đó thôi à. Không, chắc chắn là phải gắn với một người nào đó, chắc hồi gắn tối qua nói rồi mà. Có không? Xong rồi cái xong rồi nghĩ là chắc có nhẽ tôi cũng ăn may, xong rồi cái người ta cũng nhớ tới người kia, cái xong rồi chắc là thích tôi tại vì tôi biết hát có không phải tại vì na ná biết cái bài đó xong rồi làm nhớ tới người ta thôi chứ đâu phải là vì tôi đâu. Người nào? Người nào đó, một người nào đó. Tôi đâu có đứa nào nữa, không có quen ai nữa. Ủa, hôm qua cậu bà có kể cho em nghe chuyện mà anh nói anh với em giống như là có sự trùng hợp. Ấn dương á. Nói chung là lên hành trình thì anh ấn tượng với cô với lại em, nhưng mà tại vì anh chỉ có cơ hội tiếp xúc với cô thôi cho nên thì anh có vẻ là thân với cô hơn, nhưng mà mọi người giống như là đang mặc định là anh với cô sẽ về cùng với nhau vậy. Nhưng mà hình như tính cách của anh với cô giống nhau. Nói chung là giống trong mấy cái suy nghĩ với lại giống nhau nhiều lắm. Anh không có nghĩ là sẽ ấy được. Ấy được là sao? Sẽ hợp được. Ủa sao giống nhau mà không hợp? Tại vì thường thì cái gì khác giống thì nó mới hút nhau, với cùng giống mà đâu hút nhau. Giờ lỡ thương ai rồi sao? Giờ cũng phải tìm cách thôi chứ đâu có thể nào mà. Hôm qua giờ thì cũng không có nói chuyện nhiều lắm. Tại vì anh Hè cũng muốn tìm hiểu cô thì thôi anh để cho anh Hè tìm hiểu cô. Anh thì dạ lắm, anh không có thích đấu tranh giành giật gì hết, anh thích tự nhiên thôi. Nếu mà có tình cảm thì tự nhiên nó sẽ tới thôi. Anh nghĩ anh Hẹt là gì, người như thế nào? Anh Hẹt hả? Thật sự em cũng hỏi em nói luôn. Rồi xong. Dạ, không để hiểu anh đang nghĩ gì. Em có cảm giác an toàn với anh Hẹt đâu. Không, chị cảm giác em cảm giác là thoải mái. Thì anh Hè cho anh, chắc anh nghĩ là ai cũng có cảm giác thoải mái. Nhưng mà anh đã có mục tiêu là hơi bó ra đi. Không, em cứ tự nhiên em xác định trong đầu, em cứ tự chặt đứt cái đường của mình làm gì lỡ anh. Theo như những thông tin em biết được. Mà bản thân các bạn nữ là có bao giờ bị tổn thương như vậy chưa? Như là Giả Quỳ phải khóc trong phòng như vậy chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Số 1 thì sao? Sao ai cũng kêu chưa vậy? Bạn số 1 thì sao? Dạ chưa. Mấy cô gái này là chưa bao giờ tổn thương. Có yêu ai bao giờ chưa cưng? Dạ chưa. Bây giờ mình rất là muốn hỏi các bạn coi là các bạn thích dạng người nào? Thích dạng anh chàng thư sinh như là Mắt To hay thích anh chàng đô con mạnh mẽ như Hạt? Dạ, em thì không có yêu cầu về ngoại hình là thư sinh hay là đô con, đơn giản là thích thôi. Hai chàng đó thì thấy em thích tính cách của chàng nào? Dạ không thích ai hết. Rồi các bạn còn lại thì sao? Có ai thích sáu múi giơ tay? Ai cũng thích vậy. Chiều nay về đi tập. Thôi chúng ta sẽ phải xem tiếp đi, để xem cái tình huống nó tiếp tục như thế nào cái đã. Giả Quỳ nó rất là yếu đuối đó. Mà tóm lại là em muốn anh Hẹn Giả Quỳ. Em nghĩ là anh em cần phải nghe nhiều chắc. Hơn em có yêu cầu à, em có mong muốn. Em nghĩ em anh cần được lắm. Em nghĩ là anh nghe nhiều hơn. Anh cần phải giải thích cái chuyện hồi tối hôm qua. Anh cứ đi ra đi vô xong anh bảo là thôi để đó mai lấy, để đó mai lấy. Chuyện đó làm cho nó bị tổn thương. Tặng em cái này. Móc chìa khóa. Em dục chìa khóa đâu cũng thấy, tại nó bự quá. Giống như em móc một chiếc xe vô chìa khóa, em đi đâu cũng thấy chiếc xe chìa khóa đó. Này em có thể coi là bồ bình an cũng được. Nhưng mà anh nhắc em câu là tốt nhất là nên quên đi ám ảnh ngày xưa. Tại anh nghĩ là đầu hành trình anh sẽ tặng món quà đó cho ba bạn, nhưng mà anh sẽ tặng cho hai bạn thôi. Hả? Không lấy được không? Thích gì của mình không thích chia sẻ với người ta. Nên anh dánh hai em ra đi. Lỡ em thích ai là sao? Nếu mà em thấy là là nguyên nhân là do anh giống cái bóng cái người cũ của em thì nên thôi. Cái thư. Cái gì vậy? Đừng nói nước tay nha. Không, cái gì nó đâm gì không? Tưởng nước tay nè, cho sẵn cái bỏ túi nè, em hậu đậu lắm. Chóc da kìa. Cái gì cũng có, cất vô đi. Nè. Viên thuốc hôm qua nè. Cái gì? Thuốc hạ sốt á. Cái nhỏ. Lát tôi về tôi kiểm tra mà tôi không thấy là cho ăn đòn gì hết. Mà em bị ăn đòn? Hít mấy quýnh mấy đứa vậy đó.
Thằng bạn anh tin lãng mạn, nó tặng thú người yêu á. Tại tay là người yêu của em với anh nhớ lại gì đó. Em nãy anh tặng em cái gì vậy? Bù hồi mòn hả? Coi chừng ổng chơi ngãi chứ không chơi bù. Đi đường để khỏi gặp ma. Ổng là ma đó. Theo như truyền thuyết là ai nhìn cái bộ hồi mệt này nó muốn sẽ yêu em đúng không? Con mắt người ta có cảm thấy sợ hãi hoặc là hồi hộp gì đó, em bỏ nó ngay gì mình. Ủa hồi hộp trước người mình yêu có gì là sai? Không hiểu sao từ lúc đó Gen cứ lặng lẽ thế này. Và nhật ký của anh chàng ngày hôm đó chỉ vòn vẹn mệt mỏi, đơn. Biểu hiện của Gen không thể nào thoát khỏi ánh mắt tinh tế của một người. Vâng, có anh Gen. Anh ngồi đi, cái ghế này của em. Rồi, được rồi. Tại dưới cái máy cài nè. Sáng giờ thấy anh hiền sao, hiền lạ thường chứ chắc là buồn à. Hiền gì đâu. Giật gì không? Hả? Thấy anh buồn sao? Buồn gì đâu. Có, em nói. Giờ anh ấy hỏi là mục đích anh lên xe làm gì? Mục đích anh lên xe thì đương nhiên cũng giống như mấy bạn là để tìm một mảnh ghép thích hợp với mình, chứ không phải là để đóng vai một cái mảnh ghép hoàn hảo. Em có cảm nhận là đối với ba thành viên nữ thì anh cảm giác anh rất là lu mờ, anh không có gì ấn tượng gì với người ta hết á. Anh muốn tìm hiểu các bạn và anh tìm hiểu qua cái cách sinh hoạt hàng ngày của các bạn, cách nói chuyện với anh. Đó. Nhưng em chỉ đa số là em thấy anh quan sát không à. Bởi vì cái làm mình y như là một cục đá ngồi tách riêng giữa các bạn vậy đó. Em không muốn thế. Không, nhưng mà em nghĩ là như cái người mẫu người lý tưởng của anh đã hiện rõ trên hành trình này có một người rồi mà. Đúng, thật sự giả quỳ, nếu mà nói đúng là giả quỳ đang là cái ứng cử viên sáng giá nhất mà anh nên nhắm tới, nhưng mà giả quỳ nhát quá. Đến đâu. Nhìn anh Gen mà cũng sợ thì làm sao mà... Anh phải làm tạo cho người ta cảm giác an toàn chứ. Anh đâu làm giống như một con người đứng vậy nè. Anh không có cầm dao kiếm súng vậy đó. Dạ Quỳ ơi, đó anh nói chuyện rất là trầm. Em, đâu phải anh chỉ thẳng ê Dạ Quỳ. Đâu có. Nói Dạ Quỳ ơi, anh nói chuyện rất ngọt, đàng hoàng. Sợ cái gì? Thiệt, Dạ Quỳ nói chuyện em cũng cuối mặt hướng. Như vậy thì... giờ sao giờ sao? Tính Dạ Quỳ như vậy rồi. Tại Dạ Quỳ nói là em giống một người trong quá khứ của cô ấy. Và bữa giờ là vừa khó nghĩ vừa đau khổ, vừa em nghĩ là Dạ Quỳ rất đang khó suy nghĩ trong những chuyện đó. Thì anh nên dùng cách này, cách khác tiếp cận cần Dạ Quỳ để thứ nhất là an ủi, thứ hai là tìm hiểu. Đến nói chuyện với anh Gen còn ngập ngừng, còn mắc cỡ thì làm sao anh có thể cài cánh cửa tâm hồn mở ra? Dễ lắm anh Quỳ ơi, em có gì khó khăn? Dễ lắm anh đi vòng vòng, nếu mà đi thẳng đường, đi đường vòng. Đi đường nào cũng đến thôi. Quan trọng là anh có muốn đi không thôi. Những cái hoạt động tham gia thì anh dẫn dắt Dạ Quỳ vào. Chứ đừng để Dạ Quỳ lại bóng. Thì cứ tham gia gì chơi đi, anh nhiệt tình với bạn mà. Anh nhiệt tình, nhưng mà cái nhiệm vụ anh quan trọng hơn là phải dắt nhiệt tình Dạ Quỳ nhiệt tình này. Cái đó mới khó. Em đợi nè. Kế hoạch của hai chàng trai được thực hiện ngay sau đó. Cái đường khách đầu tiên là bạn nam này, đừng ngồi xuống đi, anh quỳ xuống đi. Cái trò này bạn có chơi bong bóng được không? Toàn tay qua đây ha. Làm sao mà thổi căng cái bóng càng. Đừng có chơi bóng bóng được không? Cái chiều này hai bóng mà xong dẫn đến thì vậy. Chưa nay phải rửa chén. Cái em nhắm mắt lại cái em. Rồi nè. Tự canh nha. Em chưa đưa xét vô. Không lấy từ từ. Mì. Không, cứ từ từ thôi mình. Nhá mì, nhá mì, nhá mì. Không có nhé mì hết. Làm luôn. Không được. Đang chỉ, tôi đang chỉ cho mặt nơ của tôi, ok? Chưa có đút cái miệng vô được mà làm sao mày? Có vẻ như Gen đang làm khá tốt sứ mệnh của mình. Ủa em phải cố gắng với anh chứ sao thôi. Rồi xuống đây, rồi xuống đây. Đó, đứng đây, nè cầm cái xe đây, cầm đi, cầm đi. Tôi lại cái này bự thôi, cái này bự thôi. Đây đây đây. Cái heo. Dù rằng đã cố gắng, nhưng Gen không thể nào vượt qua sự kết hợp tuyệt vời của mắt to và kiêu. Đâu như nào để ôm nhau. Cái này đúng không?
không được dùng tay mà không chỉ được dùng tay ôm nhau như thế này, dùng chân cặp với nhau như thế này, nhưng mà tốt nhất là chúng ta không có dùng tay nhéo mong móng nha. Tố kỵ tao cái gen quỳ à. Em ôm anh đi. Em ngắt đi, em có móng tay cho nó. Từ 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 từ. Ôi, lấy cái nhỏ nhỏ thôi được rồi. Cái nhỏ nó không có nổ. Nhưng mà nó ôm nhau được lâu. Không hiểu em. Hỏi gì anh? Để ngay đây. Hỏi gì anh? Vậy nó muốn làm được em khó. Qua đây. 3, 2, 1, bắt đầu. Một lần nữa, Mắt To và Kiều đã giành chiến thắng. Ăn về hay không? Có bóng gì không có đâu. Thắng về hay thắng gì? Ôi em có nhớ. Đã phải. Không biết ý định của Hạc tác hợp cho Gen và Dã Quỳ có thành công không? Chỉ thấy Mặt To và Kiều có cơ hội gần nhau hơn. Họ luôn phối hợp ăn ý và giành chiến thắng tất cả các trò chơi do Hạc bày ra. Mấy bạn thấy hình ảnh của anh Gen như thế nào? Em thấy em không thích như vậy. Không thích đúng không? Dạ, không thích anh Gen. Mình phải dạ mình giống như là mình thích ai đó thì mình phải mạnh mẽ lên, mình bộc lộ cho người ta biết. Chứ cứ im như vậy sao người ta biết được. Chàng trai như thế nào thì mới làm ấn tượng, mới làm lôi cuốn được các em? Theo em nghĩ mà một chàng trai mà dễ bị lu mờ giữa các cô gái, có nghĩa là họ nhiều chiêu trò quá, người ta cảm thấy là không có thật lòng hay là cái gì đó. Nói chung là họ rất là nhiều chiêu trò. Chẳng biết cái nào là thật, cái nào là giả. Đúng rồi, giống như xung quanh em có rất nhiều người dẻo miệng và em cảm thấy sợ. Nếu đối với trường hợp là em á thì họ sẽ không động lại trong em. Vậy đã bao giờ mà các bạn nam rơi vào trường hợp là trong một nhóm, một tập thể thì mình lại bị lu mờ trước các cô gái chưa? Em thì không có làm nổi bật trước tất cả mọi người, mà em chỉ làm nổi bật trước người mình thích thôi. À thôi bây giờ thì chúng ta sẽ không có bình luận về các bạn ấy nữa, bởi vì hấp dẫn lắm. Đón xem tập sau rồi sẽ rõ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần quan trọng nhất của ngày hôm nay, đó chính là phần kết nối trái tim. Bây giờ bốn bạn nam và bốn bạn nữ, chúng ta có thể hỏi qua lại để tìm hiểu thêm thông tin, để biết hơn về quan điểm tình yêu, quan điểm cuộc sống gia đình gì đó, tùy các bạn. Rồi sau đó chúng ta sẽ đến cái phần quan trọng là quyết định, bấm nút xem chúng ta sẽ muốn kết đôi với ai. Xin mời các bạn nữ nè. Hỏi bạn số 4. Dạ, quan điểm tình yêu của bạn là gì ạ? Quan điểm tình yêu của mình hả? Là biết sự quan tâm và lo lắng và giúp đỡ nhau trong công việc. Nếu bạn gái không quan tâm bạn thì bạn làm sao? Mình sẽ quan tâm lại bạn gái mình. Dạ, chắc em có một câu hỏi cho bốn người luôn, là mấy anh nghĩ như thế nào về người phụ nữ hiện đại mà họ chưa biết nấu ăn? Nếu một người phụ nữ không biết nấu ăn á, mình sẽ về chỉ mấy bạn đó nấu. Không biết nấu ăn cũng được, nhưng mà thích nấu ăn là được. Rồi bây giờ mình cho bên bạn nam đặt câu hỏi đi. Mình muốn đặt câu hỏi cho bạn Nga. Mình nhìn bạn có vẻ là cá tính đúng không? Bạn có nghĩ bạn là cô gái cá tính không? Và trong cái việc mà chọn lựa người yêu á, bạn có gọi là kén hay không? Nói chung là bạn nói mình là một người cá tính thì mình thừa nhận điều đó. Còn trong việc chọn người yêu thì công nhận là mình kén thiệt. Quá kén luôn á. Nói chung là mình đòi hỏi nhiều lắm. Tính cách, công việc, rồi sự quan tâm, lòng chung thủy. Nói chung là giống như một chàng trai hoàn hảo, bởi vì tìm hoài thì không có. Đúng rồi, mình có quyền được đòi hỏi. Cho em hỏi bạn số 1, cái người yêu của bạn mà đặt ra thì tiêu chí nó như thế nào để đáp ứng phù hợp với bạn? Mình không có chi tiết nhiều, chỉ có một tiêu chí nhất thôi, đó là cho mình thích. Cho em hỏi bạn số 3, nếu mà một người bạn trai của bạn không có sự việc ổn định, bạn có thích hay không? Nhưng mà bạn đó phải cầu tiến, phải cố gắng để bây giờ có thể là chấp nhận được, nhưng mà tương lai thì bạn phải cố gắng đó đầu tiên. Em xin ý kiến gì cái quan điểm của anh số 4. Thì em nghĩ là bây giờ xã hội hiện đại rồi thì em nghĩ là mình nên có cái sự nghiệp ổn định đi rồi mình hãy tiến tới với nhau. Bởi vì mình tiến tới với nhau rồi nhiều lúc trong công việc nó không có ổn định này nọ thì lại xảy ra tranh cãi thì nó không có hay. Cho mình hỏi là trong bốn bạn, ví dụ là tương lai của mình á, ví dụ là hai người mà lấy nhau về á, mà làm ăn rủi ro đi, thì ví dụ người chồng là bị trụ cột là thất nghiệp hay là không có việc làm ăn trong vòng khoảng 2-3 năm, thì đối với một người nữ xử lý trong gia đình như thế nào? Thường thì người đàn ông sẽ là trụ cột chính. Nếu như trong một khoảng thời gian nào đó thì người đàn ông đánh mất cái vị trí đó thì em sẽ cố gắng đảm nhận vị trí đó một thời gian. Trong thời gian đó mình sẽ còn phải yêu thương nhiều hơn, chăm sóc nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn. Và em nghĩ là
sau khoảng thời gian khó khăn đó thì tình cảm sẽ tốt đẹp hơn. Và bây giờ đến cái phần quyết định cuộc đời của các bạn. À, rất là quan trọng. Mời các bạn đặt tay lên cái nút chọn để chuẩn bị bấm nút lựa chọn đối phương. Sau thời gian trao đổi tại phim trường, các bạn nam và nữ tại phim trường đã có cơ hội tìm hiểu về nhau. Trong phần kết nối trái tim, các bạn nam và nữ sẽ bấm chọn số tương ứng với người mà mình cảm tình nhất. Sau đó kết quả được gửi về hệ thống và bạn không thể thay đổi chọn lựa của mình. Bạn nam và bạn nữ nào cùng lựa chọn nhau sẽ nhận được quà chúc mừng và cùng nhau rời khỏi chương trình. Các thành viên mới sẽ được bổ sung thay thế. Các thành viên chưa kết nối thành công sẽ tiếp tục tham gia tập sau. Nếu qua 3 tập vẫn chưa kết nối thành công, thành viên buộc phải rời khỏi chương trình. Và bây giờ thì kết quả của các bạn đã được gửi về cho hệ thống của chương trình. Bây giờ chúng tôi muốn trực tiếp xem kết quả của bạn. Xin mời bạn nữ số 1 cho Lan Trinh biết sự lựa chọn của bạn. Số 2. Chúng tôi đang chờ kết quả sự lựa chọn của chàng trai số 2. Xin mời. Số 1. Wow. Chúng ta sẽ đến sự lựa chọn của bạn nữ số 2. Trời ơi, rung quá vậy. Bạn không, không có lựa chọn nào lựa hết chọn. Thật đáng tiếc. Sự lựa chọn của bạn nữ thứ 3. Số 4. Chàng trai số 4 đã lựa chọn gì? Số 3. Trời ơi, bình vậy tĩnh, là bình một cặp nữa. Một cặp nữa, còn một bạn nữ nữa. Xin mời bạn nữ số 4 cho chúng tôi biết sự lựa chọn của bạn. Số 4. Rồi. Chia buồn với bạn là bạn ấy đã đi trước một bước rồi. Thôi bạn sẽ có cơ hội ở lần sau. Chúng tôi muốn biết được sự lựa chọn của chàng trai ở vị trí số 1. Xin mời. Số 2. Số 2. Nhưng mà bạn ấy lại không chọn ai hết. Số 2 đó, số 2. Buồn rồi. Sao khép cửa trái tim vậy? Chúng ta muốn biết được sự lựa chọn của chàng trai ở vị trí số 3. Số 2. Trời ơi em ơi, bao nhiêu người chọn em mà tại sao em lại từ bỏ cuộc em làm chơi? Tổn thương các chàng trai. Cái câu này chị từ trước nói rồi nè, đã ngồi ở đây thì mình ráng mình mở lòng ra, mình mở rộng lòng mình ra để mình tạo cơ hội cho mình cũng như là cho người khác nữa. Tại vì em chưa tìm được người nào hợp ý với em cho nên là em muốn quyết định kỹ hơn nữa. Nhưng mà không sao, ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã làm mai được cho hai cặp đôi. Xin mời hai cặp nắm tay nhau. Và đây xin thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn một cặp vé xem phim. Đây gửi tặng hai bạn một cặp vé xem phim. Chúc hai bạn có những thời gian thật là thoải mái trong rạp phim để tâm sự cùng nhau. Vậy là hôm nay đã có hai cặp đôi được thành công. Và những người làm mai làm mối rất là vui. Và bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết. Các Tường xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 22 giờ thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu các bạn bỏ sót tập nào thì đừng quên kênh YouTube của chúng tôi, đó chính là MCV Media. Và nhấn nút subscribe. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Hạc đã khẳng định Kiều là mặt trời của lòng anh, trong khi cô nàng cá tính vẫn chưa xác định được tiếng trái tim mình. Cô sẽ chọn lựa ai? Anh chàng mắt to hoàn hảo như mẫu người của mình, hay một anh Hạc luôn làm cho mọi người phải bất ngờ? Mắt to đã hẹn gặp Dã Quỳ, bông hoa mà anh từng trăn trở là tình cờ hay định mệnh. Dù rằng vẫn hướng tình cảm đến Kiều, Cá Heo vẫn chọn một lối đi duy nhất vào trái tim cỏ đậu phộng. Mũi tên thần tình ái dường như vẫn nằm nguyên trên tay cô mà chưa chĩa mũi về phía chàng trai nào. Gen vẫn đang loay hoay đi tìm chìa khóa mở cánh cửa tâm hồn Dã Quỳ. Nước mắt Dã Quỳ đã rơi vì Hạc, người rất giống một người quan trọng trong quá khứ của cô. Câu chuyện của các thành viên trên đường tìm kiếm tình yêu sẽ thế nào? Còn nhiều điều bất ngờ và thú vị đang chờ ở phía trước. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình vào tuần sau.